Vâng, xin chào các bạn. Cuối tuần chủ nhật, giờ năng lượng mặt trời của mình ổn định rồi các bạn. Giờ chỉ thiếu thêm cái bộ pin nữa, thêm cỡ 5 kW lưu trữ nữa là ngon luôn á. Giờ hết vốn rồi, giờ mình chuyển qua môn mới nha các bạn. Mình chuyển qua mình nuôi ong ha. Mình phát hiện ở trong vườn nhà mình có một cái ổ ong mới đóng nè. Tổ ong này là ong mật. Bây giờ mình không biết con ong chúa nó ra làm sao nữa. Giờ mình sẽ bắt cái tổ ong này mình đưa vô thùng ong ha. Đây. Đó. Mình có chuẩn bị sẵn cái rọ để đựng ong chúa nè, nhốt ong chúa nè. Để ong chúa vô đây nè, những con ong thợ nó sẽ theo con ong chúa vô thùng này nó ở. Sau này mình nhân đàn cũng dễ. Khi giờ trong tự nhiên thì nó đóng chỗ này nè. Giờ chắc là mình sang vô thùng rồi mình để đây nuôi luôn. Nuôi tại chỗ này luôn. Giờ nó đóng gì con ong chúa không biết nằm đâu, chắc phải nhờ chuyên gia quá, nhờ chuyên gia bắt ong sang thùng cho mình. Giờ mình sẽ lấy cái tàn ong nó qua bên thùng nha các bạn, lấy tàn ong mà bắt được con ong chúa luôn mới được. Con ong chúa thường là nó to mà nó màu đen, nó khác với mấy cái con ong thợ với ong đực. Giờ như thấy người ta bắt ở trên mạng là người ta có phun khói để nó tản ra, cái mình lấy cái ổ nó. Giờ không có cái đồ phun khói rồi, giờ anh bắt bằng tay thôi. Chắc phải đeo cái nón lưới vô á cho chắc ăn. Đây là cái nón lưới an toàn nha các bạn, đeo vô cho chắc ăn. Rồi, đeo nón lưới vô rồi. Giờ mình tiến hành bắt cái nhẹ nhẹ từ từ nha các bạn. Giờ mình lấy cái bọc này ra trước nè. Coi chừng nó chích. Ghê quá. Đừng làm cho nó giận, nó chích. Động tổ nó rồi đó. Ồ, tổ này cũng nhiều quá ta. Ồ, bên này nữa nè. Đông dữ. Ồ, quá đông. Đông dữ, quá đông.
Làm sao mà đuổi nó ra đây? Kiếm con ong chúa. Quá đông rồi. Nhiều ghê. Nhiều ghê vậy ta. Quá to. Giờ đâu thấy con ong chúa đâu bắt. Trong này còn nữa nè. Nhiều dữ vậy. Quá nhiều rồi. Con này nó sắp chia đàn luôn rồi. Đông dữ. Ủa, tổ này lớn chứ. Giờ làm sao tìm được con ông chúa. Giờ mình lấy kéo mình cắt từ 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 ở đây ra. Đàn này đông dữ ạ. Đây mình lấy được một tàn ong nha các bạn. Giờ mình bắt lên cái cầu ong. Đây mình buộc lên cái cầu ong nè. Quan trọng là chưa bắt được con ong chúa. Đây. Này là phấn hoa không à. Này là phấn hoa nè, nó lấy phấn về nè. Không thấy mũ ong chúa. Nó có mũ chúa là nó chia đàn đó. Đàn ông này cũng già rồi. Ghê quá các bạn ơi. Đây. Ổ này nó hơi đen rồi nè. Vậy là già đó. Ừ.
Rồi làm sao thấy được con ông chúa đây? Lấy cái thằng ông lớn này luôn. Ồ, tàn quá lớn. Không biết có con ông chúa đó không. Quá lớn này. Nó còn một cái tàn trong này nữa nha các bạn. Mình lấy luôn. Ghê quá. Ông con quá trời luôn. Hy vọng có ông chúa. Tiếp tục. Đây đây ông chúa đây. Gọi đèn cái thấy liền. Trốn rồi, trốn rồi. Không biết phải ông chúa hay ông đực. Đây. Không thấy không? Đèn hơi sói ha. Đây nè. Giờ mình thử đưa vô rọ nha các bạn. Đưa vô rọ, nếu như mấy ông kia nó bay theo là con chúa. Coi có con nào nó khác nữa không? Ý. Coi chừng con ông đực. Có con cũng màu đen bự bự giống vậy. Nhiều khi nó không phải ông chúa mà ông đực. Giờ mình để cái con ốc này ở đây, mà nếu như mấy con kia nó bu theo nó là con ông chúa. Còn nếu không là nó là con ông đực. Rồi, nhiều khả năng không phải con đó là con chúa rồi. Tìm con chúa khó quá ta. Hay là con ông chúa nó qua đây rồi ta, mình thấy nó buông đóng ở đây.
Vậy là cái con ong mình đang nhốt trong này là không phải ong chúa, không có theo rồi, thôi thả ra. Đây 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 đây, con chúa đây, con chúa đây. Thấy rồi, thấy rồi. Đi con đực. Đây con chúa đây, con chúa. Ấy ấy ấy. Ấy. Bắt được con chúa rồi. Con chúa quá rồi các bạn, bắt được rồi. Con chúa ở đây nè. Nó giống như con ong đực vậy đó mà cái đít nó nhọn lắm. Nó qua rồi đó. Đó bên đó đó, mấy ngọng nó bu vô rồi coi. Tí nữa ngọng bu vô con chúa. Đó giờ nó gom lại không? Gom quân lại nè. Nó con chúa ở trong đó rồi các bạn. Quá hên, quá hên. Rồi giờ mình bắt quân mình thả qua thôi. Ui, ui da chết rồi. À, dạ. Ui da nó chết. Bị chích cái hơi bị nhát tay à. Rồi mình bắt qua được mớ rồi nha các bạn. Đó giờ ong nó theo con chúa nè, nó đi vô thùng mới nè. Đó. Có con chúa ở chổng cho nên nó gom vô nhiều lắm. Đó thấy không? Nó vô đó nhờ con chúa vô đó chứ không có con chúa là nó không có vô. Đó bắt đầu nó gom quân vô đó. Thấy không? Còn bên đây khá đông nè. Rồi mình chờ thêm tí nữa nha, là từ từ nó qua đây hết nè. Đó nó vô thùng không, thấy không? Đâu có thấy con nào ra đâu. Mình đi vô không à. Rồi xong rồi mình đóng cái cửa đó xuống, mình không cho con chúa ra. Là nó ở luôn. Đó. Đây, bên đây không còn gì. Còn vài con thôi. Vài con à. Nó theo ông chúa qua đây hết rồi nè. Rồi nó yên vị bên tổ ấm mới nha các bạn. Khi mà mình nuôi bằng thùng này nè, mình nhân đàn rất là dễ. Mấy cái cầu ong nó đó, qua đây ở hết trơn nè. Wow, đó. Về hết hồn không? Đó là do có ông chúa trong đó đó. Rồi yên vị ở đó rồi.
mình nuôi bằng thùng này nè, nữa cái đàn nó nhiều lên cái mình nhân lên nó dễ lắm. Cầm cái cầu ong đó mình sẽ chia đàn thôi. Rồi bây giờ mình hạ cái cửa này xuống chút xíu. Cho cái con ông thợ nó qua được thôi mà ông chúa nó ra không được. Đó, nó qua được đó. Mình coi nha, ông thợ nó qua được thì được. Đó, chữa cửa nhỏ thôi. Cho ông thợ nó qua. Rồi, nó qua thì được rồi. Cửa rất là hẹp ha. Vài bữa nó ở yên vị ở trong đó rồi cái mình gỡ cái miếng nó ra cho lỗ nó bự bự ra nó ra vô cho dễ. Giờ nó ra vô bằng lỗ hẹp đó đó. Này mình học theo bạn Trung Bi ở trên mạng thôi chứ mình mới tự bắt ổ ong lần đầu á. Rồi. Chào các bạn nha, chúc các bạn chiều Chủ nhật vui vẻ. Vâng, xin cảm ơn.